Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái nước chấm rất là ngon để mà mình ăn phá lấu bò, hoặc là mình có thể chấm với lại phá lấu heo đều ngon. Đó chính là nước mắm tắc hay là nước chấm tắc đó các bạn, sánh kẹo vô cùng ngon. Để làm nước chấm tắc thì sau đây là những nguyên liệu của mình, rất đơn giản và dễ tìm. Mình sẽ có là nửa ký tắc, hay còn gọi là quất hoặc là hạnh đó các bạn. Thì ở đây mình chọn những cái trái mà to mọng nước nha. Rồi bên đây mình sẽ có thêm là nửa ký đường cát vàng nha các bạn. Rồi mình có 30g muối, muối ăn hàng ngày của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế nha. Đầu tiên phần tắc này thì mình sẽ đem đi cắt ra nha các bạn. Những trái tắc này thì mình sẽ cắt ra làm hai, để chút xíu nữa thì mình sẽ lấy cái phần nước cốt của nó nha. Wow, những cái trái tắc này rất là mọng nước luôn các bạn. Cắt ra là nghe cái mùi thơm rất là thơm luôn. Khi mà đã cắt xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tô nha. Kế tiếp thì mình sẽ lấy một cái rây đó, để mà mình vắt cái phần tắc vô đây, mình loại bỏ cái phần hạt luôn. Rồi cứ như thế thì các bạn làm cho hết cái phần còn lại nha. Rồi mình sẽ thu được cái phần nước cốt như thế này nha các bạn. Phần hạt này thì mình sẽ đem bỏ đi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái ca này và mình sẽ thu được là 200ml nước cốt nha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái nồi, sau đó thì mình cho cái phần đường vô. Tiếp theo mình sẽ cho 300ml nước vào. 30g muối mình cho vô hết luôn nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ quậy ra. Cái nước tắc thì mình vẫn chưa có cho vào nha các bạn. Đó, mình sẽ quậy ra như thế này. Các bạn sử dụng đường vàng á thì cái nước chấm của mình nhìn nó mới bắt mắt và nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và mình nấu luôn nha các bạn. Cái đường thì nó cũng vẫn chưa có tan hẳn nha. Mình cũng lấy cái giá nè, mình quấy 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 như vậy cho nó tan hết đi. Sau khi đã sôi lên rồi nè các bạn, thì mình sẽ giảm lửa vừa nhỏ lại nha. Và mình nấu trong vòng là 3 phút nha các bạn. Đó, trời ơi, cái màu rất là đẹp luôn. Nước chấm của mình đó các bạn, khi mà nấu thì các bạn sẽ thấy nó rất là lỏng nha. Nhưng mà khi nó nguội rồi đó, rất là sánh kẹo mà thơm nữa. Bây giờ mình đã nấu được 3 phút rồi, mình sẽ cho cái phần nước cốt tắc vô. Đó, trời ơi, rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lên và mình cho nó sôi trở lại một lần nữa nha các bạn. Khi mà sôi rồi thì có những cái phần bọt này mình sẽ vớt bỏ đi. Mình nấu như thế thì nó sẽ giữ được, cái nước chấm của mình nó sẽ giữ được lâu hơn nha các bạn. Wow, các bạn thêm một cái màu rất là đẹp nè. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình vớt cái phần bọt này cho nó sạch sẽ đi. Sau khi tắt bếp rồi thì mình đã để cho nó thật là nguội nha các bạn. Trời ơi các bạn nè, thấy nó ngon quá trời luôn ha. Cái màu nó cũng đẹp nữa. Cho nên là mình sử dụng cái đường vàng nha. Mình nấu nước chấm thì nhìn nó mới bắt mắt hơn đó các bạn. Thơm phức cái mùi tắc luôn á. Rồi bây giờ thì mình đã cho ra chén nha. Ở đây thì khi mà mình ăn á, mình ăn ớt thì mình hạt cắt để vào. Nhiều khi có bé đó các bạn, nó ăn cay không được đó. Cho nên là mình ăn đến đâu á, mình để ớt vào đến đó. Rồi như vậy là đã xong cái nước chấm tắc của mình rồi đó các bạn ơi. Đó, bây giờ thì nó đã nguội rồi nè. Thì các bạn sẽ thấy cái độ sánh của nó ha. Rất là sánh kẹo luôn á. Chỗ cái này mà có phá lấu chấm vào một cái nữa thì còn gì bằng ha các bạn. Phá lấu bò thì thường mình ăn với lại là nước chấm me hay là nước chấm tắc đó các bạn. Nhưng mà mình thì mình thích nhất là cái nước chấm tắc này. Ăn rất là ngon. Mà mình chấm bánh mì không, mình ăn cũng cảm thấy nó ngon nữa các bạn.
Với cách làm này các bạn có thể tham khảo để mà mình bán tại nhà ha, rất là đơn giản luôn. Và tùy theo khẩu vị của mỗi người, các bạn có thể nêm nếm lại và mình gia giảm cái lượng á, cho cái phù hợp với lại cái khẩu vị của mình nha. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.